Thánh Dominico Linh Mục, sinh năm 1170, mất năm 1221. Thánh Dominico sinh tại Castile, Tây Ban Nha năm 1170. Chuyện về tuổi trẻ của Ngài nói tới nhiều điềm báo lạ lùng. Mẹ Ngài, bà Aza, mơ thấy con mình như một chú chó, ngậm đuốc, chạy khắp cả thế gian. E ngại vì giấc mơ này, bà làm tuần cửu nhật, xin cho được sinh nở vung tròn. Đến ngày thứ bảy, vị chánh sở nói với bà, đừng sợ, vì đứa trẻ sinh ra sẽ trở thành ánh sáng thế gian và niềm an ủi cho giáo hội nhờ sự thánh thiện và giáo thuyết của nó. Tương truyền rằng, khi trẻ Dominico còn nằm trong nôi, một bầy ong mật lượn quanh rồi êm ái đậu xuống nơi nôi Ngài. Điều này báo trước rằng lời lẽ miệng Ngài sẽ êm dịu như mật ngọt. Ngày chịu phép rửa tội, bà vúi nuôi thấy một vì sao sáng chói trên trán Ngài. Đó là dấu ơn thánh Ngài sẽ tỏa chiếu để thu hút các linh hồn. Từ nhỏ, Thánh Dominico sớm ý thức đời sống khổ hạnh và hãm mình cầu nguyện. Người vú nuôi nhiều lần thấy Ngài âm thầm thức dậy trong đêm tối để cầu nguyện. Ngài chọn một nơi thanh vắng ở cuối vườn làm nơi tâm sự với Chúa. Chính Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra với Ngài và dạy Ngài lần chuỗi. Việc đạo đức này về sau trở thành phương thế hữu hiệu để cải hóa những người theo lạc giáo. Đến tuổi đi học, Dominico được gửi tới thụ giáo với ông cậu là Tổng Linh Mục ở Gumien. Năm 14 tuổi, Ngài theo học tại Đại học ở Palencia và đã tiến triển rất nhanh cả về tri thức lẫn nhân đức. Khi nạn đói tràn lan, một người bạn đến thăm Dominico thì không thấy đồ dùng lẫn những pho sách quý của ông đâu nữa, vì Ngài đã bán chúng đi để giúp người nghèo. Gương sáng này đã lôi kéo được nhiều sinh viên lẫn các giáo sư bắt chước. Sau khi hoàn tất việc học, Dominico được Đức Cha Diego, giám mục Osma, truyền chức linh mục. Vị giám mục đạo đức này đang muốn canh tân lại lòng đạo đức trong giáo phận, đã đặt cha Dominico làm kinh sĩ. Khi lo chuyện nhà nước qua châu Âu, Đức Cha Diego dẫn cha Dominico đi theo. Tại Languedoc, các ngài được chứng kiến sức tàn phá mà bè rối Anchibeois gây ra. Họ chủ trương rằng mọi vật chất đều xấu và do ma quỷ. Theo họ, sự hoàn thiện hệ tại sự từ bỏ mọi sự để sống khắc khổ. Chủ trương này dẫn tới sự lãnh cảm, nhất là trong vấn đề hôn nhân và chôn vùi mọi cơ cấu xã hội, gia đình. Họ còn có lễ nghi và phẩm trật riêng. Người ta bị phân thành hai loại, một bên gồm những người hoàn thiện và những nhà lãnh đạo sống rất khắc khổ. Bên kia là quần chúng tìm thấy nơi giáo thuyết mới, lý do bào chữa cho sự tự do luân lý không bị kiềm chế của mình. Trên đường về, Đức Cha Diego và Cha Dominico đến Roma xin từ nhiệm để dấn thân vào cuộc truyền giáo quanh vùng Niepen. Đức Giáo Hoàng Innocente III từ lâu đã mong có người ra đi rao giảng tin mừng tại miền nam nước Pháp, chống lại ảnh hưởng của bè rối Ambiceois. Thay vì chấp nhận lời thỉnh cầu, Đức Giáo Hoàng sai các ngài tới miền nam nước Pháp. Hai người đã phụ lực với các sứ giả đã được sai tới trước kia. Tại Montpellier, Đức Cha Diego đã nhận thấy sự khác biệt giữa các nhà giảng thuyết công giáo đầy xa hoa với các nhà giảng thuyết phái Antigeois đầy khiêm tốn, giản dị. Nên các ngài chọn đường lối khác, lấy khó nghèo và cầu nguyện làm gương sáng thu hút mọi người. Tháng 4 năm 1207, nhiều tu sĩ Sito đến trợ lực. Trong vòng một năm trời, có đến 40 vị dấn thân vào hoạt động. Những thành công sơ khởi bắt đầu tới, nhưng không kéo dài được lâu. Các tu sĩ Sisto nản lòng. Đức Cha Diego trở về Tây Ban Nha kiếm thêm người trợ lực và qua đời tại đây. Một vị sự thần cũng từ trần. Tệ hại hơn, một vị sự thần khác là Ferro Castellman
bị bọn lạc giáo ám sát. Còn lại mình cha Domenico, ngài vẫn tiếp tục nhiệt tình hoạt động trong đường lối khổ hạnh và cầu nguyện. Không chấp nhận kiểu rao giảng khua trống gióng chiêng, ngài nói: "Không thể đến với kẻ thù như vậy được. Hãy trang bị bằng kinh nguyện và chân không mà đến với tên khổng lồ Goliath." Trong 6 năm, cha Domenico trải qua nhiều sóng gió. Ngay khi mới tới, Đức cha Diego và ngài đã thiết lập một cộng đoàn nữ tu tại Ruile. Bây giờ, ngài chỉ còn Chúa là trợ lực duy nhất. Một ngày kia, trong khi nhiệt tình cầu nguyện, thánh nhân than thở: "Tại sao số người lạc giáo quá nhiều mà trở lại thì quá ít?" Đức trinh nữ đã hiện ra và dạy ngài: "Hãy rao giảng phép lần hạt mân côi." Vâng lời mẹ, thánh nhân dồn nỗ lực vào việc truyền bá sự sùng kính kỳ diệu này. Thay vì tranh luận như trước, ngài dạy dân chúng hiểu phương pháp và tinh thần khi lần chuỗi. Ngài dẫn giải cho họ các mầu nhiệm thánh. Kết quả thật lạ lùng, sau một thời gian ngắn, thánh Domenico đã được an ủi khi thấy hơn 100.000 người tội lỗi và những kẻ lạc giáo được đưa trở về với giáo hội. Hoàn thành sứ mệnh, thánh Domenico có ý định thành lập một dòng tu làm vườn ươm các tông đồ. Ngài trình bày dự tính với Đức Giáo Hoàng Innocente thứ ba, nhưng Đức Giáo Hoàng ngần ngại. Đêm sau, Đức Giáo Hoàng mơ thấy Đại Thánh Đường Laterano bị rung chuyển và thánh Domenico đưa vai chống đỡ bức tường cho khỏi sụp đổ. Biết ý Chúa, ngài cho gọi thánh nhân đến và chấp thuận cho lập dòng mới. Đây là dòng giảng thuyết. Khi còn ở Roma, một đêm kia, trong lúc cầu nguyện, thánh Domenico thấy Chúa Giêsu giận dữ, muốn phóng ba ngọn đuốc xuống thiêu hủy thế gian. Người phán: "Loài người lao mình vào nết xấu kiêu căng, nhục dục và biển lận, nên ta muốn hủy diệt chúng bằng ba ngọn lửa này." Nhưng Đức Trinh Nữ cản lại: "Con ơi, hãy thương xót thế gian, này đây có hai người sẽ làm sống dậy các nhân đức." Domenico biết mình là một, nhưng người kia là ai thì chưa rõ. Hôm sau, khi đến nhà thờ, ngài gặp một tu sĩ mặc đồ người ăn xin ngồi ngay cửa. Đó là thánh Francisco. Hai người chưa gặp nhau, nhưng đã ôm choàng lấy nhau và gọi tên nhau. Các ngài hợp nhất với nhau trong công cuộc của Chúa. Thánh Domenico đề cao việc học. Ngài gửi các tu sĩ đến các đại học. Ngài truyền: "Chớ gì các tu sĩ chuyên cần học tập ngày đêm, lúc ở nhà cũng như khi đi ngoài đường. Họ phải không ngừng đọc sách và suy gẫm." Thánh Domenico rảo qua khắp nẻo đường. Trên đường giảng dạy, một thanh niên ngây ngất hỏi ngài đã học cách nào. Ngài nói: "Hỡi con, trong sách đức ái đó, sách này hơn mọi sách dạy bảo tất cả." Một năm trước khi thánh nhân qua đời, các cha dòng Domenico đã được sai tới Oxford, Angaria, Đan Mạch và Hy Lạp, và ngài qua đời tại Bologna ngày 6 tháng 8 năm 1221 và được tôn phong hiển thánh năm 1234. Trích theo vết chân người của linh mục Phaolô Phạm Quốc Túy.